Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là khóa ngậm cốp. Khóa ngậm cốp với khóa ngậm cửa hậu của dòng xe Mitsubishi Xpander. Khóa ngậm cốp và khóa ngậm cửa hậu. Ở đây thì sản phẩm được trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì cái này nó ngậm ở trên cái cánh cửa hậu của chúng ta. Cánh cửa hậu em gọi là cốp hậu thì mỗi anh em có một tên gọi khác nhau. Rắc của nó nhìn đây, các bạn nhìn đây là 4 rắc. Rắc các bạn nhìn 4 rắc này. Sản phẩm mình nhập trực tiếp từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đấy thì chất liệu nó, cái phần này là phần ngoàm khóa, nó sẽ khóa vào ngoạm vào khóa ngậm cửa hậu của dòng xe Mitsubishi Xpander. Đây là cơ cấu khóa ngậm cửa hậu, cơ cấu sản phẩm. Đây các bạn sẽ thấy được nhà máy kiểm tra rất là kỹ trước khi mà đưa ra ngoài thị trường, tất cả những cái dấu mực đánh dấu kiểm tra rất là kỹ trước khi đi ra ngoài thị trường. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà bị hỏng mất khóa ngậm cửa hậu này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Nếu anh em có nhu cầu cần thay thế sửa chữa, được các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.